Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món đậu hũ kho cà. Ở đây thì mình sẽ có là 5 miếng đậu hũ non là khoảng 500 g. 3 miếng thì mình sẽ sắt thành hình vuông cờ như thế này. Còn 2 miếng này thì một hồi mình sẽ tán nhuyễn nó nha. Khi mua về thì các bạn nhớ rửa cho sạch. Khoảng 200 g cà chua mình bỏ hạt. 200 g nấm rơm. Nấm rơm này do mình mua trước, mình để trong tủ lạnh rồi để tới hôm nay thì nó cũ, nó không có được tươi mới. Rồi một ít nấm đông cô với nấm mèo, cái này dùng nhiều ít là tùy theo các bạn nha. Nấm đông cô, nấm mèo thì các bạn ngâm nước khoảng 1-2 tiếng rồi mình xả sạch lại. Khoảng 2 muỗng canh hành tím băm và một ít hành lá. Bạn nào kiêng hai thứ này thì mình có thể là dùng bo rô nha. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Mình sẽ đi xay cà chua nha. Rồi mình sẽ lấy cà chua ra, xay cho nó nhuyễn nhuyễn như thế này là được. Tiếp tục mình sẽ xay nấm mèo, nấm rơm, nấm đông cô. Nếu như không có nấm rơm á, các bạn dùng nấm đùi gà cũng được hoặc các loại nấm khác để mình thay thế nha. Mình cho đậu hũ và mình xay luôn nha, để mình làm cái phần sốt luôn. Xay cho nó nhuyễn như thế này là được nè. Rồi giờ mình sẽ lấy nó ra. Mình cho một ít dầu ăn vào nồi nha các bạn. Mình cho hành tím vào, đầu hành vào luôn, mình phi cho nó thơm. Nó bắt đầu vàng rồi mình sẽ cho hỗn hợp đậu hũ mình xay vào. Mình xào lên cho nó thơm nha. Mình xào cho nó thơm khoảng 4 phút nha. Sau đó mình sẽ cho cà chua nè. Mình sẽ cho nước lọc vào đây. Hai trăm ml nước lọc. Mình để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha. Mình cho vào đây một muỗng canh đường, 2/3 muỗng canh sa tế. Sa tế này mình ở nhà mình làm á, mình cũng đã có video chia sẻ rồi, mình sẽ để đường link ở phần mô tả nha. Làm cũng rất là đơn giản, mình cho thêm ít dầu vào hoặc các bạn có thể mua trong siêu thị cũng được. Cho vào cho nó thơm. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm. Mình dùng hạt nêm chay nha các bạn. Một muỗng canh nước mắm chay. Mình quên ở cái sa tế nhà mình á, là mình sa tế mặn nha các bạn. Nếu như bạn nào mà ăn chay trường á, thì nên dùng loại sa tế cho người ăn chay nha. Mình cho đây một muỗng canh nước mắm. Nửa muỗng canh dầu hào chay. Sau đó mình sẽ cho đậu hũ vào. Sau đó mình sẽ hạ xuống lửa nhỏ nha, mình sẽ đậy nắp lại. Mình nấu từ từ cho gia vị nó ngấm vào đậu hũ.
Nãy giờ mình kho cũng được 15 phút rồi đó các bạn. Rất là thơm nha. Cái này phải có sa tế và nó mới ngon các bạn, nó mới đặc trưng cái mùi của nó đó. Còn nếu như không có sa tế thì cái mùi nó không có được thơm bằng. Mình thấy gia vị nó còn hơi thiếu một chút á, mình sẽ cho một ít nước mắm chay vào đây nha, khoảng 1 phần 3 muỗng canh. Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha, tùy theo mỗi gia đình mà cách nêm nếm sẽ khác nhau á, mình nêm lại cho nó vừa ăn. Món này thì mình ăn chung với cơm, hoặc là các bạn chấm với bánh mì cũng được. Nếu như thích cái sốt nó đặc hơn á, thì các bạn cho bớt nước lại một chút. Rồi mình sẽ nấu thêm khoảng 1 phút nữa. Sau 1 phút mình thấy được rồi nè, mình sẽ tắt bếp nha. Mình sẽ cho lên đây một ít tiêu, chút xíu tiêu cho nó thơm. Một ít hành lá. Cho vài lát ớt lên để mình trang trí. Ngò rí. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Làm rất là đơn giản, rất là ngon nữa. Ăn bổ dưỡng. Có cái sốt nấm như thế này mình xay như thế này ăn nó sẽ ngon hơn. Nếu như mình kho cách thông thường thì nó sẽ không có ngon bằng theo kiểu này đâu. Đậu hũ nó sẽ mềm, nó ngon hơn. Ăn rất là bắt cơm luôn. Sốt nó sệt sệt như thế này.